Giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 quy tụ 10 đội bóng nữ gồm Hải Dương, Đắk Lắk, Binh chủng Thông tin, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Vietinbank, Hà Nội, VTV Bình Điền Long An và Thái Nguyên. Và 7 đội bóng nam gồm Biên phòng, Quảng Nam, Thể công Tân Cảng, Ninh Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Tại giải đấu này có sự góp mặt của cả hai nhà đương kim vô địch mùa giải 2023 là Binh chủng Thông tin và Thể công. Nhìn qua danh sách vận động viên thi đấu, có thể thấy rất nhiều gương mặt trẻ đầy triển vọng cho nền bóng chuyền nước nhà như Trà My, Quỳnh Hương, Vân Hà, Lan Vy. Tham dự giải đấu lần này sẽ là cơ hội cho các vận động viên trẻ tích lũy kinh nghiệm ở môi trường thi đấu chuyên nghiệp. Cũng là dịp để các câu lạc bộ kiểm tra kỹ chiến thuật, hoàn thiện lối chơi để chuẩn bị cho lượt về giải vô địch quốc gia sắp tới. Hiện tại, ban huấn luyện các đội bóng đang cho các vận động viên rèn luyện thể lực và tổ chức nhiều bài tập kỹ thuật, chiến thuật nhằm chuẩn bị tốt nhất cho giải đấu. Các gương mặt trẻ thi đấu ấn tượng tại giải vô địch bóng chuyền U23 quốc gia năm 2024 sẽ là những vận động viên trụ cột, có khả năng tạo nên sự khác biệt trong lối chơi và thành tích của các câu lạc bộ. Họ không chỉ đóng vai trò quan trọng trong giải đấu lần này mà còn là những ngôi sao sẽ tỏa sáng đóng góp cho đội tuyển bóng chuyền Việt Nam tới đây. Người hâm mộ đang rất nóng lòng đón chờ những trận đấu sắp tới. Đặc biệt tại giải đấu có sự góp mặt của những tên tuổi lớn của bóng chuyền Việt Nam một thời như Kim Huệ, Hoa Khôi bóng chuyền Việt Nam, cô hiện đang là huấn luyện viên phó của câu lạc bộ U23 nữ Vietinbank. Cùng các gương mặt vận động viên đang thi đấu cho đội tuyển bóng chuyền quốc gia Việt Nam, càng làm tăng thêm sức hút cho giải đấu lần này. Cùng đón chờ những trận đấu sẽ diễn ra từ 12 giờ trưa đến 22 giờ tối hàng ngày từ ngày 8 tháng 9 đến 19 tháng 9 tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Cạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về giải đấu này để người hâm mộ được biết.